cấp cứu luôn luôn phải trong cái trạng thái thường trực, có thể xử lý bất cứ vấn đề gì nó khẩn cấp. Những bệnh nhân thông thường người ta sẽ không vào viện trong cái dịp này, mà chỉ có những bệnh nhân mà không thể cố gắng được ở nhà nữa người ta mới phải vào viện. Thế chính vì thế cho nên là vào thì là thường trong cái tình trạng mà đa phần là phải xử lý cấp cứu chứ không phải là chỉ khám chữa bệnh thông thường. Tức là công việc rất là nặng nhọc, rất là vất vả, và đặc biệt là những bệnh nhân nặng thì mình cũng phải cấp cứu rất là nhiều. Có những lúc mà bọn tôi cũng mệt mỏi, vất vả, nhưng mà luôn có cái suy nghĩ là có thể giúp được rất nhiều bệnh nhân. Và có lẽ ai thì làm nghề y thì nó cũng vậy thôi. Cũng đều phải có những lúc mà gác gia đình sang một bên để mà làm những cái công việc mà nó là nghĩa vụ, nó là trách nhiệm của mình. Được trực Tết để phục vụ được nhiều người nhất có thể, để mọi người yên tâm và những gia đình sum họp, đấy là niềm vui và niềm vinh dự của mình. Vì cái lòng yêu nghề đâm là mình cũng sẵn sàng để phục vụ tốt nhất bệnh nhân. Tết là thời điểm nhà nhà sum họp, vui vẻ bên nhau. Còn đối với những y bác sĩ trực cấp cứu, Tết của họ là mong ước phòng cấp cứu luôn vắng bệnh nhân. Trải qua hàng chục năm làm công tác cấp cứu, mỗi ngày trôi qua của bác sĩ Nguyễn Đặng Kim, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, luôn đặc biệt vì phải chiến đấu với tử thần, giành giật sự sống cho bệnh nhân. Sau những tháng năm cùng bệnh nhân vượt cửa tử, bác sĩ Kim hiểu được rằng sum vầy luôn là điều vô giá, Tết cũng vậy. Để người dân có được những giây phút an tâm, anh cùng đồng nghiệp vẫn làm việc xuyên Tết. Hạnh phúc bên gia đình đành gác lại một bên, nếu ngày đó là ngày trực. Với cái người làm cấp cứu ấy, thì luôn luôn có một cái phản xạ, luôn luôn có một cái hướng nhìn về cái nơi mình làm việc. Làm sao mà mấy ngày Tết nó phải diễn ra một cách an toàn, mấy ngày Tết nó không có những cái sự vụ gì bất thường, thì đấy mới là cái sự yên tâm. Thế chính vì vậy cho nên là có lẽ là bác sĩ cấp cứu thì hiếm khi có ngày Tết một cách trọn vẹn. Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có 29 nhân viên với khoảng 20 giường bệnh. Cấp cứu là khoa duy nhất trong bệnh viện không bao giờ được báo hết giường, không bao giờ được phép từ chối bệnh nhân. Kể cả nằm hành lang hay là nằm cáng thì có bệnh nhân là bác sĩ phải đón. Với các chiến sĩ áo trắng, người bệnh bình phục chính là niềm vui, nuôi dưỡng lòng yêu nghề của họ. Khi cấp cứu một ca ngừng tuần hoàn thành công mà không ảnh hưởng tới não, đưa họ từ cõi chết trở về, niềm vui của người nhà đôi khi đơn thuần là tình cảm gia đình. Còn đối với nhân viên y tế, đó không chỉ là tình cảm, mà còn là sự thành công trong nghề, nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Ngoài cái việc mà phải liên tục di chuyển, liên tục làm việc, tôi còn phải trực những đêm trực mà coi như là thức trắng đêm. Nó rất là vất vả, và cái việc vất vả đấy không chỉ là đối với công việc mà nó cũng có một chút ảnh hưởng đến cái việc chăm sóc gia đình của mình. Tuy nhiên khi mà mình gắn bó với nghề, yêu quý nghề và nhìn thấy cái sự phục hồi rất là tốt của các bệnh nhân, nên mình hoàn toàn gạt bỏ được những cái vất vả, khó khăn đấy. Mình chưa bao giờ có cái ý định là sẽ từ bỏ cái nghề này cả. Mình luôn cố gắng nghị lực vươn lên trong công việc và trong cuộc sống để có thể hài hòa được cả công việc và cuộc sống của mình. Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa thì mình vẫn chọn nghề điều dưỡng. Bởi vì nghề điều dưỡng là nghề mà mình muốn được chăm sóc tất cả mọi người. Mình muốn được đem lại niềm vui, niềm tin vào cuộc sống, vượt qua mọi cái bệnh tật của các bệnh nhân. Mỗi lần nhìn thấy các bệnh nhân có thể ra viện, có thể khỏi bệnh và có thể vui vẻ thì mình cảm thấy rất là vui. Thông thường những năm trước, vào những ngày đầu năm mới, ở các khoa cấp cứu từ ngày 30 Tết đến mùng 1, lượng bệnh nhân thường ít hơn, nhưng phần lớn là những bệnh nhân nặng. Từ ngày mùng 3 trở đi, số lượng bệnh nhân dồn về tăng đột biến. Chính vì vậy, các trường hợp cấp cứu liên viện
cấp cứu nhiều chuyên khoa, luôn diễn ra thần tốc. Các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ gặp áp lực rất nặng dù là ngày Tết. Không hiếm các trường hợp bác sĩ, nhân viên y tế bị dọa nạt, bị hành hung ngay tại phòng cấp cứu. Cấp cứu có nguyên tắc chỉ ưu tiên bệnh, không ưu tiên người. Bệnh nặng ưu tiên trước, bệnh nhẹ thì chữa sau. Khi mà bệnh nhân vào đây thì tình trạng thường là rất là nặng thì người ta mới vào khoa cấp cứu. Thì đôi khi là người nhà thì chưa hiểu hết được cái công việc vất vả của điều dưỡng và các y bác sĩ. Nhiều khi còn có những cái thái độ rất là bức xúc khi mà người ta chưa hiểu hết được. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng tôi ấy, thì vừa phải cấp cứu bệnh nhân và vừa phải giữ cho mình một cái thái độ lẫn sự niềm nở đối với bệnh nhân. Thì đối với đàn ông thì cái sự kiềm chế nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, vì đàn ông thì tính thì thường cương trực và thẳng thắn và hay bộc phát những cái cảm xúc lên. Chúng tôi phải kiềm chế rất là nhiều và những cái điều đấy thì phải tôi luyện qua năm tháng và rèn giũa, và một phần thì nó xuất phát từ cái lòng yêu nghề và cái sự thông cảm đối với bệnh nhân. Các anh chị em đồng nghiệp có những người phải ra ngoài kiếm sống thêm thì thực sự nhiều khi mình cảm thấy rất là buồn và nản lòng. Thực sự là muốn là mình theo đuổi một cái nghề khác có mức thu nhập cao hơn. Nhưng mà cái tình yêu đối với nghề, sự động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, rồi đôi khi những cái niềm vui khi mà mình cứu chữa thành công một người bệnh, nó giúp giữ chân mình ở lại với nghề. Bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân thì luôn luôn là mong muốn là được khám chữa bệnh nhanh nhất có thể. Rồi là tâm lý của họ thì luôn luôn cho rằng là bệnh của mình hoặc là bệnh của người nhà mình là nặng nhất, là cần phải được cấp cứu sớm nhất. Tuy nhiên rằng là dưới con mắt của nhân viên y tế thì câu chuyện đó nó lại khác. Ở chúng tôi có một cái khả năng phân loại bệnh nhân ngay từ cửa vào. Bệnh nhân nào cần phải cấp cứu, bệnh nhân nào có thể cấp cứu một cách trì hoãn thì cái việc đó là chúng tôi đã có nhận định ngay từ đầu rồi. Ở cấp cứu thì không có một cái đối tượng ưu tiên nào đặc biệt, ngoại trừ là căn cứ vào cái tình trạng bệnh tật. Không có bệnh nhân VIP, cũng không có những bệnh nhân mà dịch vụ để mà được ưu tiên, mà chỉ có căn cứ vào tình trạng bệnh tật thôi. Thế thì cũng có một số bệnh nhân rồi gia đình người bệnh nhân cũng không hiểu cái việc đó, thì cứ cho rằng là chúng tôi cấp cứu những bệnh nhân trước là vì là có cái gì đó nó khuất tất ở đằng sau. Nhưng chúng tôi thì cũng không ngại cái việc đó và cũng đã quen với lại cái việc đó rồi. Đương nhiên rằng là trong một cái tình trạng làm việc căng thẳng, gần như là đôi khi là cũng phải nói là quá sức, thì khi mà đối mặt với những cái sự phản ứng của người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân thì không thể không nói là không khó chịu được. Thế tuy nhiên rằng là nó là kỹ năng rèn luyện, nó là cái đầu lạnh cần thiết của người làm cấp cứu, cho nên là đa số là chúng tôi cũng không có phản ứng gì và cứ lẳng lặng làm cái công việc của mình. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi cũng có gặp lại để chúng tôi giải thích, để cho họ hiểu, để họ có một cái nhìn nó tốt đẹp hơn về ngành y nói chung và cũng như là cái khoa cấp cứu nói riêng. Với những nhân viên y tế của khoa cấp cứu thì kỹ năng luôn là điều quan trọng bên cạnh lòng yêu nghề. Những khắc nghiệt của nghề đôi khi sẽ khiến người y bác sĩ nản lòng nếu không vững vàng từ y đức đến chuyên môn. Người làm cấp cứu từ điều dưỡng cho đến các bác sĩ, đầu tiên là phải yêu nghề, là phải có được cái tình cảm đối với lại bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân, có cái sự chia sẻ cần thiết. Tiếp theo đó đấy là kỹ năng và cái kinh nghiệm là cái cực kỳ quan trọng đối với lại người làm cấp cứu, bởi vì cái khả năng phản xạ nhanh, cái kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm việc nó giúp ích rất nhiều cho cái việc chẩn đoán và điều trị cũng như là tiên lượng đối với bệnh nhân cấp cứu. Cần sự nhạy bén, nhanh nhạy và nhiệt tình trong công việc. Sau khi bệnh nhân vào thì chúng tôi cũng là những cái điều dưỡng lâu năm cần phải biết phân luồng bệnh nhân, những bệnh nhân nào cần làm những việc gì.
Đấy, sau đó thì để bác hỗ trợ bác sĩ trong việc khám xét và điều trị bệnh nhân. Chuyên tâm cái nghề, giữ vững cái lòng yêu nghề của mình, lắng nghe, thấu hiểu để cho người bệnh luôn làm cái người trung tâm chăm sóc. Nụ cười mà khi bệnh nhân người ta ra viện ấy, thì khiến cho chúng tôi cảm nhận được những cái niềm vui và mọi cái sự mệt nhọc cũng đều tan biến. Chào bác. Chào bác. Bác Lê Đình Gan không? Vâng ạ. Sáng bác đã ăn uống gì chưa? Sáng tôi ăn ít cháo rồi. Rồi thì bây giờ cháu cho bác uống thuốc nhá. Vâng. Vâng. Thế bác đưa tay vào cho bác hút cho bác. Để cháu cho lấy cốc nha. Bác uống thuốc đi. Tốt cho khỏe, tốt sức khỏe, sớm ngày ra viện bác nha. Cho chuyện với bác một tí. Bác nhớ ăn uống tốt mà nha. Vâng. Chút xong bác nằm nghỉ ngơi một lúc với cháu nha. Thế có uống được tí sữa nào không bác? Có, kinh tị mà uống. À, thế có đói nữa không? Đói, đừng đói ra nhiều mà. Đừng đói à? Thế tí nữa bác ăn gì? Phải ăn cháo hay uống sữa? Thì uống sữa thôi, cháo để về gần trưa mà ăn. À. Thế bao giờ về? Thế thôi bác cố gắng ăn uống đi nhá. Vâng, vâng. Rồi, chào chào bác nhá. Đến với cái khoa cấp bệnh viện này và đặc biệt là cái khoa cấp cứu thì cái đầu tiên của tôi, cảm nhận của tôi rất giỏi về chuyên môn, giàu về y đức, thái độ phục vụ của các bạn thì không chê vào đâu được cả. Cái vệ sinh môi trường đây là quá tuyệt vời nữa. Hai nữa là cái đội ngũ y bác sĩ là quá tận tình chăm sóc bệnh nhân, nhất là cả cái bệnh nhân vô là cả bác sĩ đã đến để thăm hỏi và kiểm tra rất thường xuyên. Mà nhất là cái gian cán bộ mà điều dưỡng nói chung là săn sóc rất tận tình, rất chu đáo. Cái thứ hai nữa là kể cả vấn đề cái nhắc nhở, cái dơ dứt, cái chế độ ăn uống, tất cả vấn đề đi sinh hoạt nói chung là nói với cán bộ điều dưỡng là nói chung thường nghiệp nó rất cụ thể và chu đáo, chăm sóc tận tình. Cho nên vào để điều trị nó cảm thấy nó thoải mái. Và tín tưởng của cái đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đây. Về nói về chuyên môn và cũng như là về cái trách nhiệm thì bản thân tôi cảm thấy là rất là tuyệt vời và cũng là may mắn khi bố tôi được cái bảo hiểm ở bệnh viện này và cũng rất là cảm ơn sau 5 ngày cấp cứu trước cái sự sống và cái chết nó gần như là trong tích tắc thôi. Mà bố tôi ngày hôm nay vừa rút được máy thở hôm qua và ngày hôm nay rất là cố gắng. Mặc dù là ngày Tết nhưng mà các bác sĩ rất là nhiệt tình, chu đáo, quan tâm chăm sóc ông một cách nhiệt tình. Hậu phương, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của các y bác sĩ. Nếu được gia đình chia sẻ, thông cảm thì lòng yêu nghề của người trong ngành y sẽ được củng cố hơn. Và thực sự là khi đã lựa chọn đây thì những người như mình thì thực sự là phải hy sinh rất là nhiều. Còn là con cái hoặc bố mẹ hoặc gia đình cũng phải hy sinh cho mình rất là nhiều. Và mình cũng chỉ mong muốn là mọi người hãy cảm thông cho những nỗi vất vả hoặc những khó khăn của nhân viên y tế như mình. Gia đình bên nội bên ngoại đều rất thông cảm với công việc và chấp nhận cái công việc chúng mình làm. Tôi có thể nói với con trong những cái ngày Tết này thì cũng nói là phải có những y bác sĩ hy sinh hết lòng về công việc thì mới đem lại sự sống được cho bệnh nhân. Gia đình là cái nơi mà chia sẻ với tôi nhiều nhất. Tuy nhiên rằng là nếu nói lời xin lỗi thì nó cũng có lẽ là nó cũng không cần thiết. Thế nhưng mà mong gia đình thông cảm và chia sẻ với những cái vất vả của người làm cấp cứu nói riêng và nghề y nói chung, và cũng mong là gia đình luôn luôn mạnh khỏe để mình, bản thân mình có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Ngoài những giờ làm việc mệt mỏi, các y bác sĩ cũng dành chút thời gian ít ỏi trong ngày để chuẩn bị đón Tết tại nơi làm việc. Không khí Tết tại phòng cấp cứu dù khác nhưng cũng mang phong vị giá trị truyền thống, bản sắc của dân tộc.
Năm nào Tết cũng tất bật giữa công việc và gia đình, nhưng họ vẫn rất trân quý mọi khoảnh khắc, dù ở đâu và làm gì. Những bữa ăn vội, những tiếng cười đùa trong giờ nghỉ hiếm hoi, ngày Tết đang đến rất gần. Chúc mừng năm mới. Mỗi lần nhìn thấy các bệnh nhân có thể ra viện, có thể khỏi bệnh và có thể vui vẻ thì mình cảm thấy rất là vui. Khi mà làm cho một bệnh nhân đau đớn nở nụ cười trên môi thì chúng tôi cảm thấy rất là vui. Đấy chính là những cái niềm vui mà khiến chúng tôi muốn theo đuổi tiếp nghề. Và nếu như mà được chọn lại một lần nữa thì tôi cũng vẫn sẽ theo nghề y. Tôi yêu bệnh nhân, những cái người mà đến để đặt niềm tin hết vào khoa của tôi, bệnh viện của tôi và cá nhân tôi. Tôi yêu bệnh viện, tôi yêu bệnh nhân và tôi yêu công việc của tôi. Nhân ngày Tết Giáp Thìn năm 2024 thì tôi xin chúc tất cả các đồng nghiệp của tôi luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn tâm huyết với nghề. Bố mẹ, anh chị và người thân của mình và đồng nghiệp mình một năm mới sức khỏe, an khang. Nếu như được gửi một lời chúc thì lời chúc đầu tiên mà tôi mong muốn đấy là tất cả mọi người đều mạnh khỏe, đều hạnh phúc, đều yên vui với những cái mong muốn của mình. Và nếu như có thể làm được gì, hãy chia sẻ, hãy giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc. Còn với đồng nghiệp của tôi, với những anh em mà đang cùng làm cấp cứu, thì mong các bạn giữ được sức khỏe, giữ được cái sự tâm huyết, cái lòng yêu nghề để tiếp tục cái công việc của mình. Cho đến lúc nào mà không còn sức khỏe nữa thì chúng ta có thể dừng lại. Nhưng mà dừng lại với một cái tâm thế là chúng ta đã làm tốt những cái năm tháng mà chúng ta cống hiến.